Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lộ vừa tổ chức hội thi tiếng Anh bậc trung học cơ sở năm học 2020-2021. Tham gia hội thi có 8 đội thi đến từ các trường trung học cơ sở trên địa bàn. Mỗi trường thành lập một đội với 6 em học sinh. Các đội thi phải trải qua 2 vòng thi. Ở vòng sơ khảo, mỗi đội thực hiện một clip có thời gian từ 4 đến 5 phút trình bày quan điểm của mình về chủ đề For a Better Community, có sự tham gia của tất cả các thành viên trong đội. Vòng trung khảo gồm phần thi chào hỏi, giới thiệu về các thành viên tham gia, lồng ghép giới thiệu về truyền thống địa phương, nhà trường. Phần thi trả lời nhanh 10 câu hỏi của ban tổ chức trong thời gian tối đa 5 phút và phần thi hùng biện. Mỗi đội thi tham gia một tiểu phẩm có sự kết hợp của các thành viên, kết hợp trình bày chủ đề hùng biện For a Better Community. Với hình thức thi theo nhóm, nhiều học sinh đã có cơ hội thể hiện khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong hoạt cảnh, trên sân khấu và trước đám đông. Qua đó rèn luyện được sự mạnh dạn, tự tin và kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình. Hầu hết các đội thi đã thực hiện clip đúng chủ đề, bảo đảm chất lượng âm thanh và hình ảnh, thể hiện được quan điểm của đội về xây dựng cộng đồng tốt hơn. Đồng thời, các đội thi đã thể hiện tốt khả năng hiểu biết các lĩnh vực khác nhau qua phần thi kiến thức. Các vấn đề nóng của xã hội đã được đề cập trong các tiểu phẩm và video clip như COVID-19, môi trường, thiên tai, các hoạt động từ thiện. Nhiều tiểu phẩm có sự sáng tạo, có ý nghĩa tuyên truyền cao. Qua việc tái hiện lại các tình huống đời thường, các tiểu phẩm đã gửi đến người xem các thông điệp để cùng xây dựng một cộng đồng tốt hơn. Kết quả có 7 đội thi đạt giải, gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích. Trong đó, giải nhất thuộc về trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo.